Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ chiếc camera Juicy để xem trên nhiều điện thoại. Đó, khi mà mọi người kết nối thành công thì sẽ xem được chiếc camera Juicy như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ bằng tài khoản nhé. Đó, mọi người bấm vào chia sẻ tài khoản này. Đây là những cái quyền này. Ví dụ như chỉ có xem camera thôi thì mọi người để cái tích đầu tiên, bỏ hai cái dưới, hoặc là tất cả các quyền thì mọi người tích thêm, này, tùy chọn của mình. Ok, mình nhấn xác nhận. Đây là sẽ mình chọn Việt Nam là mặc định này. Bây giờ mình sẽ nhập cái tài khoản chia sẻ vào, thì mình sẽ nhập cái tài khoản Juicy vào. Nhập đúng nha mọi người. Xác nhận. À, xác nhận chia sẻ. Rồi, vậy là cái tài khoản đã được gửi đi. Đó, thì ngay trên màn hình của chiếc điện thoại thứ hai á, thì mình đã được gửi một cái lời thông báo này. Mình sẽ chọn là chấp nhận. Đó, ở đây có thể là, đó, báo động. Ở đây mình có thể là gửi tiền này, không xác nhận. Đó. Đó, bây giờ thì đã chia sẻ thành công trên cái điện thoại thứ hai mình. Đó, thì mình sẽ xem lại chiếc camera như vậy. Đó. Ok, đây là cách thứ hai. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn là mình vẫn vào app Juicy và vào phần dấu ba chấm này, chọn chia sẻ này. Đó, và chọn vô QR code. Đó, vẫn những cái tùy chỉnh này, đó, chọn xác nhận. Đó, nó sẽ hiện ra một cái QR code. Thì bây giờ mọi người chỉ cần bấm vào. Đó, thì mọi người bấm vào thêm camera và chọn đi đến liên kết và chọn thực hiện. Ok, như vậy là xong. Mình đã hướng dẫn mọi người hai cách chia sẻ để xem chiếc camera trên nhiều điện thoại. Và tất cả các tài khoản khác mà nhiều người muốn xem thì mọi người cũng làm tương tự như vậy thôi. Ok, cảm ơn mọi người.